Hello. Hai anh em mình tiếp tục đi thăm câu cá ấy lộn câu ếch làng hai nha các bạn. Bây giờ lên đường đi. Y chang hai con ma. Đi thăm thôi. Cái này phọc nhĩ ra gì rồi, Rồi. cái này phọc rồi hết mọt ấy, còn mọi còn mọi Nó con cua nó cắn, tôi lôi đầu con cua lên luôn rồi. vua đang kẹp Rồi. à? Ớt nè. Thế nữa rồi. Gì vậy? Ôi mạng hai này phọc nhĩ rồi. Cái đường này nãy đưa vô dính con mà hình như là cái cần này luôn cái gì nè. Lại cả cần cũ dính nữa nha các bạn. Chỗ nãy dính con nè. Chỗ này luôn nè. Chỗ này nãy dính đường con nè. Con mà còn cục màu vậy này nó Sạch mồi hả? hết cục màu rồi Đâu rồi, đâu rồi? Nha. Nhỏ xíu à. Vô túi nè em. Nhờ ấy mồi là Bóc mồi lại. hơi sạch à. Nãy còn mồi giờ hết mồi. Đang nó nhảy sức. Đó. Cái hồi hồi năm rồi giờ tin một cần câu dính hai con. Cái gì ngộ vậy? Một cần câu gì để là dính hai con một hộp luôn. Ghê vậy? Trời, nhìn hết hồn Tính đâu gì vậy? Đúng được, không đến đổi lộ. Đó. Mẹ. Này dư ăn này. Ếch nhìn đã, cái màu đã quá, xanh 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 xanh. Trong ếch đột biến. Nhìn đã. Đang nào thăm nữa. Sáng cũng luôn. Sáng thăm lần này là sáng cuốn luôn à. Thăm đợt này nữa là thôi các bạn ơi. Sáng ơi mình để tới sáng gì nè, nó cắn câu rồi nó chết không. Có con chết luôn không? Vậy như hên xui đi. Hên xui mà rủi. Con này nó ăn móc cô tử nó quá rồi nó chết. Dính rồi. Dính rồi. Đi lại. Cặp búi trời mới được một con. Khi Đi nào vô lại. luôn không? Đấy. Dính Ôi được. cái họng đó kìa. Đây. Ok. Giờ này dứt. Gần sáng dính ít cũng trầm trọng luôn mà. Con nào chảy máu dữ vậy? Hồi lại Không như còn tiếp tiếp nha các bạn. Mình sẽ cắt bỏ bớt nha, vì những cái không dính á thì mình sẽ cắt bỏ bớt để tránh mất thời gian của các bạn xem nha. Cái con này là biết sao sẽ sao ham ăn quá. Ham ăn quá làm sao xảy? Nghe tiếng rõ ràng. Ý thấy rồi, thấy rồi. Tét rồi nó móc cái vực sau nó ngậm sao vừa dính lại bên đây nữa nè. Dính vô cái hàm vậy ha. Chứ nó rách rộng gì là nếu mà nó hả miệng ra là nó giục á. Nó giục là giục gì đó. Bốn con lần hai, bốn con còn nữa chưa hết đâu. Lại một con. Móc bò tử móc cho cái hàm luôn hết gỡ con này ra khó à.
Ca này khó à. Ôi ôi cái bào tử nó rồi, nó lội ra ngoài luôn. Lội bào tử ra luôn rồi nè. Đây 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 khóa nét ra. Đó. Ăn lội bào tử ra ngoài luôn á. Ngọ ha. Ủa lội bào tử ra nó phình bụng lên rồi nè. À. Lội bào tử ra là con nào cũng vậy chứ. Rồi nó lội bào tử ra nó phình lên gì nè. Đừng cho cái bụng. Ngọ ha. Đó là đâu biết đâu. Mình xuất biển mà làm sao biết tới mấy này các bạn. Dạng như nó bị sình hơi. À, cái hộp chắc là cầu ớt. Con gì đây? Ô nó chui vô hang à. Mày con. Mày hả bưởi. Chui vô hang. Hèn chi. Thấy im gu hả mày. Im gu hả mày. Sáu con rồi phải không? Sáu con rồi đó. Con là cành đào tiếp. Ngày này nó im ru bà gù à. Không biết nhảy là gì. Lưới gì lên? Lưới hả? Ô dính à. Đâu nãy dính nữa. Trời ơi, nghiệp quá đi. Mày cứ ngắt quá đi. Thả đi, tội nghiệp mà. Trời dính. Mày, mày gọi lộ tử nữa nè. Giờ con đó nè, chết rồi. Chết chết rồi. Quay lên đây nè. Quay anh bảnh, quay khó vậy. Vô. Đó, túi bọn bọn rồi đó nha. Được. Duy nhậu rồi. Hồi nãy là kiếm để ăn, gọi này là kiếm để nhậu à. Uống nước lên kia ha. Uống chị. Nước lên nè. À, nó rút bò tỉ vô nữa cho nè, cái vừa nhúng nước nó rút. Ờ, vậy đó ha. Ngon ha. Lưới này thì xanh quá. Khó thấy. Nó trong đây nè. Móc mò lại tiếp nha. Để sẽ qua cái hàng bên kia. Nó có rồi đó. Đó, 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 nó nhảy đó. Chính nè. Đường này là đường cuối cùng rồi các bạn. Ơi. Buồn quá. Chuyến sau này không im à. Không bằng chuyến trước. Chuyến trước dính quá trời luôn. Không, tại chuyến trước mình lao quá trời lao. Ô cũng bộn mà bộ. Kỳ này thì được một ít rồi các bạn ơi. Không được nhiều giống như chuyến trước. Ồ cái chục đó. Ôi nổ vô đây. Căng thử luôn à. Nhiều 800g ta lấy chết. Ồ 800g. Tính mình tham khai quận là 2kg rồi đó. Tính ít mà cuối cùng căng cũng 800g ha. Ồ một bao rồi đó. Bao ớt rồi đó các bạn. Ôi nhưng mà ý, 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 nó sẽ trồ của con nó mập rồi. Con nó mập, con nô à. Nó bị lộ tử nãy bị mất á. Hai con nó bụng nó xịn ớt xin chanh. Rồi đổ vô đi. À, sáng mai vớt cũng chót à, có nghĩa là vớt cũng chót. Trời sáng rồi các bạn ơi. Hai anh em chúng tôi hốt hụi chót nè. Biết được con gì không đây? Dết hụi chót được một con. Hốt hụi chót nè, được một con rồi. Được con đầu tiên.
chui vô hang nữa vậy mà. Chui vô hang nữa. Ôi hồi chết. Một con. Một con. Em. Một em. Dính luôn vô. Sáng nay là nó quậy nguyên đêm nó đơ luôn rồi. Chắc vậy quá. Nhúc nhích gì nổi nữa, nhúc nhích. Thằng chi dở lên không hay không biết. Thì nó không dính không nổi. Ồ được hai con. Hủi chót à. Kiếm cần câu các bạn, sáng nay là nước ngập quá giờ không còn thấy cần câu nữa. Ống bọng nào ta, ống bọng phía bên kia phải không? Cái nào nó thắt cổ tự tử á. Bên kia. Ừ, tính đâu ăn quen à. Trời ơi, ổng dính cô được, ổng nghe dính được con ớt, ổng quéo quéo quéo. Mà quéo thiệt, sáng nay quéo luôn á, sáng nay lạnh lắm. Cơ. Trời ơi, trời. Cho mày đặt nổ heo. Mẹ má. Mừng nghe. Mừng cho đã, ruột đi luôn. Teo teo tèo, teo teo. Trời. Mới đụng cái đớp nè. Hộn hộn vậy đi lại ruột trời tức á. Dính. Hồi chót sáng nay tính đâu không có ai vậy cưng vậy cũng được nghe không? Ba con. Phải không? Phải ba con rồi. Xảy thành con nữa này ba con. Ba con. Rồi tối tiếp. Đó, kêu rồi đó, nhảy nè. Thóc. Sẽ gọi cho bá nhà nín. Đó. Con này biết nè, khốn nè. Báo động. Hồi vụt nữa, giờ nè. Bắt trước đi. Bắt trước đi, chắc cố hồi nữa vụt. Phòng nữa. Đó. Cầm lại nó không? Cảm gì nữa. Ngồi im luôn. Trời đái luôn mày. Rồi cái móc này xin. Rồi, rồi cần cánh cho móc rồi. Trời nó móc này, nó móc đây vụt rồi nè ha. Móc đang lỗ nè, rồi nó vụt cái nó móc xuống đây luôn nữa nè. Ôi ôi. Bánh cái hàm vậy. Tội nghiệp chưa. Thôi đầu thai là kiếp khác đi. Đừng làm con ếch nữa. Ông bắt mày nữa đó. Hết nổ luôn rồi. Nước ngập mắt con câu kìa. Trước kìa. Dính không hai. Dính không hay các bạn. Trời ơi con ảnh nhảy kìa. Để làm hết hồn chứ. Qua đây đi bỏ vô. Vô tình con này tính không có gì. Nãy giờ nó làm hết hồn hoài. Sáng này nó sáng nó luôn. Ngập chơi người biết đường đâu. Nó hơn ngon queo. Cảm giác mê. Nước vô rồi, ngập chìm chân. Chắc mắt cần câu quá. Nhớ như đường này hết rồi mà. Nhớ là đường bển mà ta. Ờ gì hả? Rồi. Vô. Có không? Này. Đó.
Em ngon lành. Nằm im gu luôn kìa. Rồi nhảy à. Tính đâu để nó nằm im gu lại coi coi nha. Đâu cho nó nằm nè. Đi chơi. Có ra vậy. Bỏ ra luôn đi. Mở hết ra cứ ngắt à. Bỏ luôn con câu vô đi. Bỏ nguyên câu vô luôn. Bấm máy quay không kịp nha ông bạn ơi. Đang cầm cái túi này. Không bấm máy quay kịp. Không nói. Ta nghi rồi. Tính không với đồ gì. Tao nghi rồi. Rồi mà có một tay mà chọt cũng kẹp đó. Gặp hai tay là cái ép là dính rồi. Ê quắn lại đây nè. Có chọt buông nó ra luôn. Thôi khỏi. Trong nó rớt cũng vậy à. Đây nè. Nhảy tan tan nè. Để xảy nữa. Xảy nữa hả? Nhảy tan tan tan. Trên cọng dây luôn mà con này hên không thắt cổ. Nó có nước mà nó sống không thôi là nó thắt cổ trên cọng dây à. Với lại nó còn nhảy được cứ đùng đó. Con ngày qua là tại vì nó không nhảy được đó, tao nói buồn tình tao thắt cổ luôn. Không thấy hả? Không đi. Ô con này bự à. Hết hồn. Con này to lắm. Bà nào biết này ngồi anh không đi. Không thấy nữa. Em ngồi cũng có thấy không? Đứng không là nó nhảy. Ở con đêm mình còn thấy. Nhìn thấy hàng mắt nó à. Mày dính hôm giờ luôn. Con này cho bá vậy trời. Làm hết hồn hết trơn. Tôi không nghe, tôi không thấy đi tới nơi, không biết gì luôn. Tôi nhảy mới biết. Gặp con này không nhảy có thể mắc luôn nè. Hụi chót nè. Hụi chót là cục mồi. Sao không? Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến đây là hết. Nguyên ơi. Tháng này cũng em bộ à. À buộc là dùm luôn đi. Sáng nay cũng bỏ mà. Bằng hôm á giỡn. Bằng hôm đó. Rồi hôm là không có cái cần câu. Bây giờ là có cái cần câu. Một ốc rồi các bạn ơi. Về giờ đi về. Ngon lành này. Về. Cần thử tiếp cái bọc sáng nay nha các bạn. Không biết được mấy trăm gram đây. Ê. Nhiều hơi dắt rồi hôm. Dắt giữa nha. Khó. Như này như còn lại 1 ký đi. Ừ. Rồi. Đó, vậy là 3 ký mấy nè. Ngon. Trời ơi, bự bự gì không hả? Đó rồi đó. Ghê thiệt. Chết hai con luôn rồi. Trời má. Con lạc bụng con chết luôn rồi. Điện chị Thảo ơi. Con này tự dặn đi. Bỏ ở đây nó không nhảy nữa. Chào quá các bạn ơi. Đó được bao nhiêu đây nè các bạn ơi. Và thôi video thục ống bọng rồi cắm câu hết của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Mọi người cũng đừng quên nhấn vào đăng ký like để ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye mọi người. Cái rồi ếch thì tối hôm qua cắm câu nè các bạn. Giờ làm được một dĩa ếch xào hành nha.
Còn bên đây là ếch nướng nè. Đó, được bao nhiêu đó đó các bạn. Là nhậu lai gai nè. Không rè. Không có bị gì hả? Không nha, làm nè. Ăn sao cho nó thèm mới nha. Ăn sao cho nó thèm á. Bạn ơi, cái này là cái dạng như là cái phổ biến là cũng như là anh em đi làm khuya, làm khó, chịu cực chịu khó với anh em mình. Bây giờ giác này mình đang nhậu nè. Giờ cái này là cái này không biết ăn hay ngon hay không nữa. Giờ mình làm thử miếng nha. Vô đi chết trời trời. Ừ. Ăn rồi mới vô. Quá ngon. Quá ngon bạn ơi. Ướp hơi mặn mà. Hơi ngon. Cái nữa này ngon nè, bây giờ mình làm nhắm miếng rượu cái cho nó ngon cái nha. Ừ. Nhắm miếng rượu mình ăn mấy nữa. Mình ăn nguyên con ếch luôn. Mình đồng quê coi mà, mình phải chơi ít cấu thôi mà. Quá đã. Đã. Mình ngon. Đừng vỗ đùi cặp bên nha. Không có ngủ tí hả? Đúng rồi. Nó cái mà nó nỉnh nỉnh rồi. Tao cũng thằng nói rồi, bây giờ nó không vô ca luôn mày. Tao hiểu nói luôn. Nỉnh rồi. Ngủ à nghỉ, ngủ. Tao giờ cắn miếng nha. Là làm kìa. Cắn miếng dạ. Thôi. Tao tao có bự hơn nữa. Thấy không? Thấy không? Đó, rồi đó. Cảnh nó quậy. Nè, có đây là công anh em cực khổ thuộc hang của kem nè. Đó, rồi về nướng nè, chắc phía mình lai gai chơi nè bạn ơi, làm cái coi. Quá ngon bạn ơi. Đúng rồi đó. Đó. Vậy đó, đúng rồi đó, giống vậy là đúng rồi. Cái con cua nó nằm dưới. Nó nằm dưới là đặng nắng nó sờ khỏi bọt lên. Đây là cái con ếch nó nhờ cái bọt cái con cua nó sống rồi nó đợi lột rồi cái con cua rồi con cua đi ra nó nói mình chơi cái đồ ếch này mình làm một ly nữa cho sẵn phái bạn ơi vô quá trà đã nhỏ ngay cây quá ngọt bây giờ khách đi về hết trơn rồi các bạn ơi. Cầm cự cỡ nào cỡ cũng không ở nha, còn chừa lại được có đâu hai ba con gử được ba con gử với còn phía bên đây nữa hai anh em mình sẽ cù à. Đúng rồi, hai anh em mình sẽ cù thôi. Sẽ cù bên đây là còn khoảng chừng 5 con nữa nghe, chứ không phải ít đâu nghe. Bên đây khoảng 5 con ếch nữa nè. Giống như hồi tối hôm qua hai anh em mình thăm sở cù. Bây giờ là ăn cũng sở cù nữa. Đúng rồi, hút hồi chót. Nè, ăn cái đây gì? Một cái này là kêu là con chó thì kêu bắp kèn, nhưng mà cái này là kêu có bắp chuối. À bắp chuối, giống như giò mình bắp chuối đây. Ừ đúng rồi đó. Không, giờ nó giòn gấu à. Giòn gấu à. Không, cái này em không biết nướng nào gầm hồi nãy mà em nướng. Nướng gì mới ngon nè, nó giòn nó sao luôn rồi. Dạ, ai biết đâu à, đó giờ đâu có nướng thịt ếch đâu biết đâu. Ngày nướng gì là nó giòn nhai nữa. Với lại con ếch này nó có ếch tơ. Cái xương nó còn mềm. Dạ. Không phải gặp con ếch mà nằm cỡ tháng 5 mới con ếch nó già xương nhai hả? Chứ biết chừng nào vậy, lấy búa mà đập. Vậy tháng 5 âm lịch của mình đó hả? Đúng rồi, tháng 5 âm lịch đó là con ếch nó già. Rồi vậy hẹn những người nào mà đang xem clip này á thì tháng 5 mình sẽ có clip về bắt con ếch tháng 5 nha. Nhai luôn nguyên xương. Bắt quá thì rụng răng. Không mà nhai vô nhai nữa đâu. Mỹ nữ chân dài. À mỹ nữ chân dài. Con nhai. Nhưng mà mình nói luôn mỹ nữ chân dài, ba con nhé con, ếch con, hiểu không? À. Thường tại cửa mấy. Nếu mà có dịp nào nữa tôi sẽ làm món mỹ nữ chân dài cho. Đúng rồi. Nè, mỹ nữ chân dài nó thường là nó cầm vậy nè, là kêu là mỹ nữ chân dài nè, nè đâu rồi. Đó, mỹ nữ chân dài nè. Là nhát. Rồi vậy ăn luôn đi, cầm rồi làm gì nữa, bỏ xuống ai ăn. Cầm rồi sẵn nó quay ăn quay. Mỹ nữ chân dài á. Không mà em thấy đúng mà thiệt mỹ nữ chân dài. Tính đâu nói. Ơi, nó ngon mà nó cay. Ôi trời. Nó ngon. Thịt ếch có cay gì đâu, nãy em ăn có cay gì đâu. Cũng cay á. Không biết ăn cay. Trời. Thôi rồi nãy chị hai ăn.
Nói gì sao đâu á, chứ thường ngày em ăn cay dở lắm á luôn á, mà thịt ếch nè ăn không thấy cay á. Cay, cay mà ngon. Cay á. Vừa ăn không? Ngon quá. Nè nhai luôn xương nè. Trời ơi, vợ chồng tình cảm ghê luôn. Ngon quá. Em đút anh ăn em. Dân dân miền Tây là phải vậy thôi. Nè anh nhai xương anh. Ô oh, dạ, kỳ này giả thương nè, giả thương nè. Ủa, cái này giống chó. Không có, còn nguyên mình. Đó, cha ăn miếng nào chân dài đó. Ngon quá.